dễ chèo cái nè. Cả nhà theo dõi Lộc Nguyễn Bắc nha, không phải là dễ chèo của cả nhà tại mình sình không cả nhà, chèo nó chân chợt. Bờ tay đi lên thôi, này là bờ tay đi lên thôi cả nhà ơi. Chân chợt dữ lắm nha cả nhà, sình không à. Mặt khơi khơi đó không biết sao cả nhà. Màu con tem cả nhà, trời ơi bị khô mặt cả nhà ơi, tiếc quá. Khô mặt hơi cả nhà. Sát cái bành kia cái nè. Vẫn còn mặt đẹp nha cả nhà. Khá là đẹp cả nhà. Okay. Ổ nửa lít nữa cũng được cả nhà. Sớm giờ bắt hai ổ cả lít đây. Trên lít mặt này. Em mình gặp ổ 3 lít bệnh nữa cả nhà. Ngon cả nhà. Gì là quá ok cả nhà.
một lít nha cả nhà. Dục sáp cả nhà ơi. Kiếm con nào mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Chú ý ba nhánh khô nè cả nhà. Nè, ba nhánh khô nè. Chúng ta đắt cả nhà, mình kết thúc video đây cả nhà. Có mình quay cho cả nhà xem tiếp nha. Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay tiếp tục đi bắt ong cả nhà. Bữa nay Lộc Nguyễn lò sình cả nhà. Sình không luôn. Này xuống bằng bắt cả nhà coi có mặt không cả nhà. Mới gặp ổ trên cây này nè cả nhà. Nằm bên kia. Ong này cũng được. Chào các anh bắt cả nhà. Mới về cả nhà. Nè cả nhà thấy không? Rồi, để mình cắt thành súng cả nhà. Máy mình sao bị cắt đi thành súng cả nhà. Đâu cũng ngon ngon nha cả nhà. Mật thấy bự, hơi thấy bự bự. Cả nửa lít cả nhà. Rồi kết thúc video đây cả nhà. Cái máy mình nó tắt hoài chứ không phải. Rồi, chào các bạn nha. Bữa nay tiếp tục đi bắt ong các bạn ơi. Lội sình lội bùng không các bạn. Nè, dưới sình không được thấy không? Cái bằng các bạn biết rồi. Mới vô mình cũng gặp được ổ ong, bạn ổ ong khá là lớn luôn. Mà bóng cao quá mình không biết mặt mặt cái dàn sao nha các bạn. Ong nữa cả nhà. Quá trời ổ ong luôn cả nhà. Dưới này dầm không rõ. Chứ áo quá dầm không rõ cả nhà. Thôi để lên đây bắt rồi sẽ quay cả nhà xem nha. Mình lên thôi các bạn ơi. Không biết có ai bắt rồi chưa các bạn. Dưới mình tới ong nè các bạn. Rồi lên bắt cái mặt nhiều quá nha các bạn. Cái màn các bạn quá chỗ không quá chật quật trong tem đá luôn bạn. Nè, bạn thấy mặt không quá trời luôn.